Lê Thanh Hải sẽ bị truy tố hay không khi dính tới Vạn Thịnh Phát và IC. Cựu bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải, một nhân vật được cho là bất khả xâm phạm, đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam đề nghị kỷ luật một lần nữa vì những sai phạm liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bà trùm Trương Mỹ Lan và tập đoàn IC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Thời gian gần đây, giới phân tích đã đưa ra các báo cáo về khả năng ông Lê Thanh Hải sẽ bị xử lý, thậm chí có thể bị truy tố hình sự là một khả năng tương đối cao. Theo đó, vào ngày 20 tháng 4 năm 2014, kênh truyền hình Nhân dân của báo Nhân dân bất ngờ đăng tải một video có nhan đề kiểm soát quyền lực ngăn chặn vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ. Ông Lê Thanh Hải là người có mối quan hệ chặt chẽ với bà trùm Trương Mỹ Lan. Video clip vừa kể trên đã chỉ ra sai phạm nghiêm trọng của ông Lê Thanh Hải khi cho rằng đây là sự lạm dụng chế độ thủ trưởng trong các cơ quan hành chính nhà nước đã dẫn tới vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong đảng. Quan trọng hơn, truyền hình Nhân dân là bộ phận báo hình của báo Nhân dân, tiếng nói của cơ quan trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam. Truyền thông nhà nước Việt Nam vào ngày 8 tháng 5 năm 2024 cũng đưa tin cho biết, theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tại kỳ họp thứ 41 vào chiều ngày 8 tháng 5 năm 2024, ba cựu lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, đó là các ông Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Thành Phong đã bị đề nghị kỷ luật với lý do phải chịu trách nhiệm trong các vi phạm liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát và công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế IC. Đáng chú ý, thông cáo cũng cho biết những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát, lãng phí rất lớn tiền, tài sản của nhà nước và nguồn lực xã hội, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền thành phố, đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Báo Thanh Niên cho biết thêm, qua thanh tra của Thanh tra Chính phủ trước đây đã phát giác ông Lê Thanh Hải và ban lãnh đạo của Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều vi phạm nghiêm trọng, đồng thời kiến nghị thu hồi xử lý 135.000 tỷ đồng và yêu cầu thu hồi 900 hectare đất. Ngoài ra còn kiến nghị xử lý hành chính đối với 1.967 tập thể cùng nhiều cá nhân và chuyển cơ quan điều tra của Bộ Công an xử lý 98 vụ việc, 121 cá nhân có liên quan. Bộ ba Nguyễn Phú Trọng, Lê Thanh Hải và Võ Văn Thưởng không thể ngoại phạm. Đây là điều được đánh giá là hết sức bất thường vì vẫn có các sai phạm kể trên như 4 năm trước đây và hồi tháng 3 năm 2020, ông Lê Thanh Hải chỉ bị Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị kỷ luật bằng hình thức cách chức cựu Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010-2015 vì các sai phạm liên quan đến dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Biện pháp kỷ luật với ông Lê Thanh Hải được công luận thời điểm đó đánh giá rằng giờ cào đánh khẽ, thể hiện sự bao che và dung túng của Bộ Chính trị và ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đài BBC Việt ngữ đưa ra bình luận mỉa mai khi nhận xét rằng ông Hải bị mất một chức vụ quan trọng mà ông từng nắm trong quá khứ và đây là một hình thức kỷ luật đặc sản dưới thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau khi bà trùm Trương Mỹ Lan bị tuyên án tử hình vào ngày 11 tháng 4 năm 2024, vụ án Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB đã được truyền thông quốc tế chú ý và nhắc lại việc ông Lê Thanh Hải và ông Lê Hoàng Quân, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, bị kỷ luật do những cáo buộc vi phạm nghiêm trọng liên quan đến dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dư luận và giới quan sát có chung khẳng định cho rằng bà Trương Mỹ Lan không thể một tay che trời ở Thành phố Hồ Chí Minh được như vậy nếu không có sự chống lưng của các cơ quan lãnh đạo cấp cao. Theo giáo sư Thayen từ Đại học tại Úc có ý kiến đánh giá rằng Lê Thanh Hải và mạng lưới của ông ta rất có thể đã tạo nên điều kiện cho bà Lan thăng tiến. Tại sao ông Hải không bị kỷ luật là một câu hỏi bỏ ngỏ. Có lẽ đó là trường hợp điển hình về cái gọi là im lặng là vàng. Bộ trưởng Bộ Công an, ông Tô Lâm. Còn nhà báo Darwin Broad, một cựu quan chức Mỹ có nhiều năm kinh nghiệm về chính trị thì Việt Nam đã đánh giá. Bà Trương Mỹ Lan có lẽ được những nhân vật quyền lực hàng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam bảo trợ, trong đó gồm cả những người chi phối kinh tế và chính trị tại Thành phố Hồ Chí Minh trong nhiều thập kỷ, để có thể xây dựng một đế chế bất động sản ở Việt Nam, nơi mà đất đai đều thuộc quyền sở hữu của nhà nước. Công luận cho rằng, trên thực tế, bà Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có những vi phạm trong nhiều năm tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian ông Lê Thanh Hải giữ chức Bí thư Thành ủy. Nó trùng hợp với sự phát triển và thăng hoa nhanh chóng vượt bậc của tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Một khả năng cao vì sự bảo trợ về mặt chính trị này là yếu tố quan trọng đã giúp thúc đẩy Bộ trưởng Tô Lâm cho lật lại hồ sơ để làm rõ những ai là kẻ chống lưng cho ông Lê Thanh Hải mới là mục tiêu cao nhất. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Mục tiêu sau khi bắt Lê Thanh Hải, Tô Đại tướng sẽ hướng tới những ai đây. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Vì sao Tô Đại thối lui, chơi bài hai mặt, biểu hiện của sự thất thế? Công cuộc chống tham nhũng và công tác nhân sự của Tổng Trọng đã hoàn toàn thất bại. Đây là điều không thể chối cãi. Nhận xét về chất lượng của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 lần này, chính tờ báo điện tử của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thừa nhận mới quá nửa nhiệm kỳ Đại hội 13 đã có 20 ủy viên Trung ương bị kỷ luật vì các nguyên nhân khác nhau, trong đó có nhiều người đã bị truy tố trước pháp luật. Ông Tổng Bí thư già nua Nguyễn Phú Trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã ngồi tới 3 nhiệm kỳ Tổng Bí thư, hoàn toàn trái với điều lệ của Đảng Cộng sản. Công luận thấy rằng một trong những nguyên nhân thất bại đó là người đứng đầu Đảng đã nói không đi đôi với làm, tùy tiện khi ra các quyết định và không tôn trọng nguyên tắc lãnh đạo tập thể. Quan trọng hơn, Tổng Trọng đã không gương mẫu trong việc chấp hành điều lệ Đảng trên cương vị là người đứng đầu. Để hạn chế sự chuyên quyền của vị trí Tổng Bí thư, Điều 17 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định rất rõ ràng, chức vụ Tổng Bí thư không quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Vậy mà, tại Đại hội Đảng lần thứ 13, ông Trọng lại cử thêm một nhiệm kỳ thứ 3 nữa trên cương vị Tổng Bí thư. Ông Trọng tự đặt ra ngoại lệ, vừa tự cho mình là trường hợp đặc biệt để tiếp tục giữ chức vụ Tổng Bí thư ở nhiệm kỳ thứ 3. Từ sự vi phạm điều lệ Đảng một cách trắng trợn của ông Trọng đã khiến cho ứng viên đủ tiêu chuẩn để ứng cử chức Tổng Bí thư tự ý phá rào. Họ không còn ngồi yên chờ sự phân công của Đảng, chờ sự sắp xếp của nhân sự theo điều lệ Đảng quy định. Bất kỳ ai có đủ khả năng thì đều ra tay triệt hạ đối thủ bằng mọi thủ đoạn. Mà Tô Lâm là một ví dụ rất điển hình. Cho đến nay, hai ghế trong tứ trụ đầy quyền lực do Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ bỏ lại vẫn đang còn trống. Điều đó cho thấy mâu thuẫn trong nội bộ của Đảng cấp cao là hết sức sâu sắc và không thể thỏa thuận, không thể dung hòa. Cũng qua đây thấy rằng quyền uy của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã suy giảm nghiêm trọng và sự đấu đá trong nội bộ của Đảng đang ngày càng leo thang. Nhà báo David Hood mới đây đã nhận xét trên trang Asia rằng những nỗ lực tưởng chừng đáng khen nhằm triệt tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam nay đã trở thành những trò ăn thịt lẫn nhau thật cay đắng. Ông David Hood đã đề cập đến chuyện Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, một nhân vật hiếm hoi có vẻ là năng lực nhất trong số các quan chức hàng đầu của Đảng, vừa bị buộc phải nghỉ hưu. Ông Hood cho rằng mọi thứ trong nội bộ của Đảng nay là một tiến trình rõ ràng. Con thú nào quyền lực nhất sẽ ăn thịt đồng loại để mà chiếm chỗ. Điều này tương tự câu chuyện đã xảy ra trước Đại hội lần thứ 12 của Đảng. Lúc đó, nhờ vào Trung Quốc, ông Trọng đã hất được cựu Thủ tướng hai nhiệm kỳ Nguyễn Tấn Dũng về vườn, để ông ngồi vào vị trí ghế Tổng Bí thư. Tuy nhiên, lúc này, ông Tô Lâm lại có thái độ rất khó hiểu và khó giải thích. Báo cáo đặt ra Bộ trưởng Tô Lâm đóng vai trò gì trong cuộc chiến vương quyền hiện nay? Tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ ngày 4 tháng 5, Trung tướng Tuân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, khi báo cáo Tổng Trọng về kết quả của một số vụ án lớn, Tổng Bí thư đã khen ngợi Bộ Công an. Tướng Sô cho biết thêm, Tổng Bí thư yêu cầu Bộ Công an tiếp tục quyết tâm, quyết liệt hơn, theo tinh thần thượng tôn pháp luật. Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Điều này cho thấy tướng Sô đang cố chứng minh với công luận rằng Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Công an chỉ thực hiện vai trò chống tham nhũng dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư và theo ý muốn của Tổng Bí thư, không có chuyện tranh quyền đoạt vị với Tổng Bí thư như các thế lực thù địch kích động, xuyên tạc và bôi nhọ. Tổng Trọng và Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Việt Nam. Tuy nhiên, công luận cho rằng cách thể hiện của Bộ Công an không thuyết phục. Có người đặt câu hỏi tại sao Tô Lâm chỉ nhằm vào các ứng viên tiềm năng cho chức Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng lần 14
để mà chặt đi. Đó là các nhân vật như Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ và sắp tới có lẽ là bà Trương Thị Mai. Trong khi đó, Tổng Trọng trong thời gian gần đây đã im hơi lặng tiếng, có lẽ vì chưa hết bàng hoàng trước những cú tấn công trực diện, vuốt mặt không nể mũi của ông Tô Lâm, và không có bằng chứng nào, hình ảnh, ghi âm hoặc nhân chứng xác nhận ông Trọng đã nói những lời mà tướng Xô vừa kể trên rêu rào. Phải chăng Bộ trưởng Công an Tô Lâm và phe cánh đang sử dụng lá bài hai mặt trong kinh bạc vương quyền nhằm che mắt thiên hạ, hay đó là những biểu hiện thất thế bước đầu của Đại tướng Tô Lâm, khi mà trong những đồn đoán về thái độ của Bộ trưởng Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang, tới đây chúng ta sẽ thấy rõ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Vì sao Tô Đại tướng thối lui chơi bài hai mặt, biểu hiện của sự thất thế là gì? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.